Rồi nha. Mà chúng ta sẽ học sang bài số 3 là các cái thuật toán sắp xếp đơn giản. Thật ra là cái ý của tôi là tôi muốn cái bài này là ghép vào cái bài trước, nhưng bài trước chúng ta mất thời gian quá, chúng ta thực ra những bài này nó rất đơn, nó rất là cơ bản. Cho nên tôi sẽ em là trình bày tiếp theo cái phần. Như vậy là cái buổi hôm trước là chúng ta nhắc đến cái thuật toán tìm kiếm trên các cái dữ liệu mà mảng một chiều và hai chiều, thì chúng ta có học hai cái thuật toán tìm kiếm tuần tự và nhị phân, và chúng ta thấy là thuật toán tìm kiếm nhị phân nó nhanh hơn hẳn do là dạy đã được sắp xếp đúng. Như vậy bài toán sắp xếp về nó rất là gần, rất quan trọng, mà chúng ta hẳn dành một buổi cho cái bài 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 toán đó nhé. Như vậy cái bài toán đặt ra là mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái bài toán sắp xếp. Bài toán như sau là cho trước này, cho trước một cái mảng hay một cái dãy, cho trước một cái dãy số hay một cái mảng được, dãy số nhé. A có n phần tử. Alo, không nghe nói thầy ơi. Có nghe 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 được không? Tao bằng quà là tao bằng người đúng cái bị kia, hai bị kia nó ra mười mấy. Có nghe rõ không? Ai xem mình tao chỗ mình tao nghe rồi ơi. Nghe rõ mà mày. Sao có một bạn kêu là không không nghe rõ nên tôi phải chỉnh lại một chút nhé. Phần tử nhân tôi ký hiệu nó là như nào? Ký hiệu của nó là A0 này. Cho đơn giản nhé, A1 này. A và phần tử cuối cùng của nó là n chỉ 1, đánh chỉ số từ 0 cho n chỉ 1 nhé. Như sau này, bài toán là chỉ dùng các cái lệnh gán, lệnh so sánh chỉ dùng nhé. Chỉ dùng các lệnh gán. Các lệnh gán so sánh, và tất nhiên là đổi chỗ. Đổi chỗ thì chính là đổi chỗ chính là cái gộp của so sánh và gán thôi, để sắp xếp lại, để sắp xếp lại dãy trên, dãy trên theo tăng dần, theo thứ tự tăng dần nhé. Thì sau khi sắp xếp nó sẽ là như A0 nhưng mà nhỏ nó bằng A1 này, nhỏ nó bằng A n chia 1. Thì cái bài toán này sẽ được học khá nhiều trong trình của chúng ta, vì cái bài toán này nó rất quan trọng, được chưa? Đó. Thì ở trong cái trình của chúng ta hôm nay chúng ta sẽ được được học ba cái thuật toán cơ bản nhất, đơn giản nhất. Chúng ta sẽ được học ba cái nhé. Một là cái thuật toán nó gọi thuật toán sắp xếp chèn, một cái thuật toán rất là hay. Tiếng Anh nó là insertion nhé. Sort. Thì sau khi học những cái này thì chúng ta sẽ quay lại và chúng ta sẽ so sánh cái thuật toán mà có sẵn của Python nhé. Mình chúng ta học độc lập ba cái này đã nhé. Thì sắp chèn là cái gì? Sắp chèn là thuật toán như sau này, là thuật toán là chúng ta duyệt một một lần từ đầu đến cuối của cái mảng A, và với mỗi mỗi cái chỉ số y đó chúng ta sẽ nhấc cái y ra và chèn vào vị trí đúng ở bên trái của dãy A. Đấy, thì cái thuật toán là như sau nhé. Thuật toán này thì chúng ta mô tả cái gọi là cái pseudo code nhé. Là cái ý tưởng thuật toán là như sau này, là chúng ta cầm vào for y nhé, for y từ 0 cho đến n-1 nhé. Tôi viết cho dễ hiểu thôi, chứ còn mà với mỗi y như vậy chúng ta sẽ nhấc chèn, chúng ta sẽ chèn cái phần tử AI đấy vào cái vị trí đúng của các cái dãy phía trước nó là A0, A1, AI-1 đấy. Đây chính là cái thuật toán hay là cái ý tưởng của thuật toán là sắp xếp chèn, rất quan trọng, rất là hay nhé. Đó. Như vậy cho lọc từ đầu đến cuối nhé. Đấy, thì đây là cái này. Nhưng mà khi mà nếu y bằng 0 là phần tử đầu thì bên trái của nó là rỗng, cho nên thật ra đây đây có thể sửa là 1.
thực tế nó sẽ là for i bằng 1, to n trừ 1, chứ không là không, không cũng không sao cả. Được chưa? Đấy, thì đây là thuật toán chèn. Thì với thuật toán chèn này thì cái câu ý thứ hai đây là gọi đây là 1, nhưng đây là 2, thì cái ý cái câu thứ hai này nó có hai cách, nó có hai cách để chúng ta mô tả cái thuật toán chèn. Để tôi viết luôn cho chúng ta cả hai cách nhé. Có hai cách như sau. Hai cách này là hoàn toàn tương nhau. Hai cách mô tả hay là thực hiện mô tả cái ý thứ hai, cái dòng hai của ở trên ấy nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ viết luôn cái cả hai ý này và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút cái thuật toán này. Thuật này chúng ta sẽ dừng lại một chút và chúng ta tìm hiểu sâu một chút cái thuật toán này. Thì cách một là như sau. Cách một là ý tưởng là như sau. Cách một là cái thuật toán chèn này là như sau. Cách một là như này nhé. Là chúng ta sẽ nhấc cái AI lên và chúng ta lần lượt xem các phân tử bên trái của AI đấy. Nếu mà lớn AI chúng ta chuyển sang phải, chuyển sang phải, và sau đó chúng ta sẽ chèn cái AI này vào cái vị trí mà vị trí trống của nó. Đó, thì đó là cách một. Cách một là nhấc AI lên, như tôi viết chúng ta nhấc AI lên này đấy. Và chuyển các cái phân tử bên trái của AI mà lớn hơn AI thì chúng ta sẽ chuyển sang phải một phân tử, chuyển sang phải một vị trí đấy. Sau đó chúng ta sẽ chèn AI vào cái vị trí rỗng đấy. Cái bản đây là cái một là cái đây là mô tả cái dòng số 2 nó là như vậy. Thì bây giờ tôi viết luôn cái chương trình nhé, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta phân tích một chút cái trình đó, ta dừng lại một chút nhé. Bây giờ tôi viết luôn trên màn hình đây cái chương trình trên Python nhé. Đây dev này, tôi dùng cái lệnh là insertion sort a đấy. Đấy, thì cái dòng lệnh mà lỗi tôi nói là ta có một dòng lệnh là for i in range từ 0 cho đến độ dài của đến n trừ 1, mà thực ra từ 0 cho tính từ 1 cho nó nhanh, bỏ cái 0 đi, chỉ là bằng đến len của a. Đây là i chạy từ 0 cho đến từ 1 cho đến len a trừ 1, tức là đến n trừ 1 đấy. Rồi thì chúng ta làm như sau này. Thì với bin chúng ta phải nhấc AI lên, chúng ta đặt cái bằng giá trị là value chúng ta bằng AI. Đấy, chúng ta đây là lệnh là nhấc AI lên này. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu từ bên trái, đặt g bằng i trừ 1, bắt đầu từ bên trái chúng ta chuyển, bắt đầu từ phân tử bên trái chúng ta dịch sang bên trái, và chúng ta sẽ nếu mà cái AG này mà lớn value chúng ta sẽ chuyển sang phải. Đây chúng ta đặt lệnh là YG lớn hơn hoặc bằng 0 and cái AG đó mà lớn hơn cái value đấy. Tức là chừng nào mà cái AG này AG có lớn value mà G mà lớn bằng 0 thì chúng ta sẽ chuyển cái AG này sang phải bằng lệnh sau đây, bằng cái lệnh là AG cộng 1 bằng AG. Đây chính là lệnh là chuyển AG sang phải một phần tử. Đấy, một phần tử. Và sau đó chúng ta sẽ cho G bằng G trừ 1. Đấy. Và cuối cùng chúng ta chèn cái AG đó, AI đó vào vị trí đặt lại là AG cộng 1 bằng value. Đây. Thì cái lệnh này, lệnh sau cùng nó chính là cái lệnh là chèn cái AI vào vị trí rỗng ở đây này. Đấy, tôi viết nhỏ như dễ nhé. Đấy. Cái lệnh này chính là cái lệnh này này. Đấy. Bây giờ tôi bóng lại ở đây và chúng ta đặt đây là 1 này, đây là 2, 3 này. Khi mà chúng ta phân tích cái toán viết pseudocode cái chương trình ấy, chúng ta sẽ đánh số nó. Với các chương trình mà không phải thuật toán bình thường chúng ta không có đánh số, nhưng mà với chương trình mà thuật toán ấy chúng ta sẽ đánh số cho đẹp, cho nhìn cho nó dễ. Đấy, nhưng bài này trừ cái dòng trừ cái câu cái mô tả hàm ra thì nó cũng có 7 lệnh, nên có thể có chương trình cho đặt tính đánh số từ dòng dev cũng được, nhưng mà đây đánh số từ cái dòng số thấp nhất nhé.
Đấy, như vậy là cái dòng thứ nhất này là chỗ y chạy đầu đến cuối của dãy. Chúng ta không cần bỏ đi phần thuộc đầu tiên. Phần mỗi y đó chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ lành dòng thứ hai, chính là nhấc AI lên. Tiếp theo dòng thứ 3, 4, 5, 6 là chúng ta sẽ chuyển tất cả các phân tử ở bên trái AI mà lớn hơn AI thì chuyển sang phải, là trên sang phải chính là cái lệnh số 5. Và lùi đi về, nhưng mà chuyển tất cả các phân tử ở bên trái. Chừng nào mà còn lớn AI thì chúng ta sẽ chuyển sang bên phải. Và cuối cùng chúng ta sẽ chèn cái phần AI đó vào vị trí trống, đặt lệnh mà cái vị trí trống chính là vị trí là G của 1 đó, bằng là value đó. Đây chính là cái thuật toán nhé. Đó là cách 1. Bây giờ tôi sẽ mô tả sang cách 2. Hai cái bậc là cách 2, cách 1 là khác nhau ở cái dòng số 2 này thôi. Thì cách một là nhấc AI lên và chuyển các phân tử ở bên trái mà lớn AI sang phải một vị trí và chèn AI vào vị trí rỗng, thì chính là đây. Đi lên đây chúng ta đã đặt. Còn cách hai là như sau. Cách hai, cái một nó vẫn là một thôi. Cách hai chỉ khác với ý tưởng của cái dòng của cái này. Cách hai như sau này. Cách hai là chúng ta chèn bằng cách chúng ta sẽ đổi vị trí liên tục AI sang bên đổi phân tử với phân tử ở bên trái. Nếu nó lớn AI thì chúng ta sẽ đổi chỗ, có không thì thôi. Khi nào mà lớn hơn bằng thì ta dừng lại. Đó. Thì cái cách hai là như sau nhé. Cách hai là như này. Chúng ta viết lại cách hai này. Đây là cách hai nhé. Cách hai là như sau. Là ở cái dòng số 2 đó thì chúng ta sẽ đổi chỗ liên tục. Đổi chỗ AI với phần tử bên trái. Bên trái. Nếu mà AI mà nhỏ hơn phần tử này thì chúng ta chuyển. Cứ như vậy. Chuyển sang bên trái liên tục cho đến khi nào mà gặp phần tử mà nó lớn mà nó nhỏ hơn bằng mình thì ta dừng lại, còn nó lớn hơn thì chúng ta sẽ đổi phần tử sang bên trái, tức là đổi chỗ hai phần tử ở bên trái. Thế cái làm như sau nhé, bây giờ tôi mô tả lại thuật toán cách 2. Hai cái này là hoàn toàn tương nhau nhưng rất là hay. Cách 2 như sau nhé. Cách 2 là như thế này. Thế ta cũng viết là insertion sort. Cũng vậy, như vậy cũng là for i in range in range là từ 1 cho đến len a. Đấy. Đây là hai chấm nhé. Đấy. Hai chấm. Và chúng ta sẽ chuyển liên tục sang bên trái bằng lệnh sau đây này. Bằng cái lệnh như này nhé. Bằng cái lệnh là đây. Bằng cái lệnh chúng ta đặt là G bằng Y. Đấy, đầu từ đây vị trí này nhé. Và chúng ta liên tục chuyển sang bên trái. Y, G mà lớn hơn 0, N. N là AG đó. Mà nhỏ hơn phần tử ở bên trái, nhỏ hơn AG chỉ 1. Đấy. Thì chúng ta sẽ đổi chỗ. Lệnh đổi chỗ là như sau. Đổi chỗ là AG trừ 1 bằng AG trừ 1 phẩy AG. Và đây sau chúng ta lùi G về bên trái. Đấy. Này nó còn ngắn hơn chỗ nhỏ thế này thôi. Đây là lệnh thứ nhất này. Là dòng lệnh thứ hai này. Lệnh thứ ba này. Lệnh thứ tư này. Lệnh thứ năm. Thế thì cái hai này nó chỉ khác nhau ở cái ý tưởng của cái dòng số 2, dòng số 1 là hệt như nhau. Dòng số 1 là chạy từ đầu chuyến cuối dãy nhé. Và chỉ khác nhau cái chèn. Nhắc lại nhé. Cách 1 là cách chèn là chúng ta nhấc lên và chuyển các phân tử lớn AI ở bên trái sang phải một vị trí, và sau đó chèn A vào, đưa A vào vị trí đúng của nó. Còn cách thứ hai là chúng ta với mỗi AI đó chúng ta liên tục đổi chỗ sang cái phân tử ở bên trái nếu nó là lớn hơn mình. Thế thì hai cái này là hôm trước tôi cho các bạn xem cái ý tưởng của nó bằng mô phỏng bằng trên phần mềm SCAD đấy, nhưng ở đây các bạn hoàn toàn có thể là mô phỏng ý tưởng của nó bằng cách là như sau nhé. Thế này thì tôi mô tả cái này hoàn toàn là cái rất có ý thực tế thực tiễn luôn nhé.
cái lần này như sau nhé. Ở trên lớp khi các bạn mà dạy học sinh cái phần này này thì các bạn làm như sau nhé. Các bạn có thể mô tả cái này bằng thực tế luôn. Các bạn xếp học sinh trên một hàng ngang. Đây tôi mô tả. Các bạn xếp học sinh trên một hàng ngang để tôi mô tả cách chúng ta có thể làm cho học sinh trên thực tế nhé. Chúng ta xếp học sinh trên một hàng ngang và đến mỗi em học sinh chúng ta nhấc em nó ra ngoài và chuyển tất cả các em ở bên trái mà lớn em đó chúng ta chuyển sang phải và chèn em từ này vào vị trí rỗng đó. Đó là cách này. Còn cách thứ hai là như sau. Cách thứ hai là các em chúng ta xếp học sinh trên một hàng dọc từ trên xuống bất kỳ và đến từng em một và cô giáo ra lệnh là gì, em hãy đổi chỗ cho bạn ở phía trước mắt mình nếu bạn nó mà cao hơn mình. Đấy. Còn bằng mình thì thôi chúng ta dừng lại. Thì đó là cái em được chưa? Thế bây giờ với cái bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta bây giờ tôi sẽ nhanh cho các bạn xem những bây giờ chúng ta thử mà gọi là cho thử chứng minh. Chúng ta thử vài lời thôi. Chúng ta chứng minh tính đúng của thuật toán trên. Của toán triển trên. Ý tưởng là như vậy nhé. Thì cái chứng minh này là bây tôi mô tả các bạn một cách chứng minh mà rất hay dùng ở trên thực tế, rất hay dùng ở trong các bài toán khoa học máy tính. Thì hầu hết những bài toán về khoa học máy tính, cái là thuật toán ấy có rất nhiều cách để chứng minh, nhưng mà có một phương pháp mà rất hay dùng chung cho rất nhiều toán khác nhau. Đó là phương pháp người ta gọi là phương pháp bất biến vòng lặp. Thì cái thuật toán cái chứng minh này nó dùng cho những cái thuật toán nào mà có một vòng lặp chính thì nó tìm ra một cái bất biến của vòng lặp và nó chứng minh cái đó. Thì chúng ta mới mô tả cái bất biến vòng lặp nhé. Bất biến vòng lặp nó là cái gì? Thì cái bất biến vòng lặp nó là cái gì? Nó làm cái ý tưởng chúng mình như sau. Chúng ta là chúng ta có một cái vòng lặp như này, for i bằng 1 như vậy, to n, và cái đó chúng ta sẽ có một cái lệnh gì đó ở đây, đúng không? Cái lệnh đây là phần mô tả các lệnh ở trong vòng lặp for, được chưa? Thế thì chúng ta sẽ tìm một cái tính chất mà nó bất biến đối với tại cái vị trí bất kỳ i nào nó vẫn đúng. Đấy. Thì chúng ta đây bây giờ giả sử pi là một tính chất. Thì cái pi được gọi là bất biến, được gọi là bất biến vòng lặp nếu với mọi i thì trong vòng lặp này với mọi i tại mọi vị trí của cái vòng lặp trên thì pi đúng. Thì cái đó cái pi đó nó gọi là bất biến của cái vòng lặp này. Đấy, và để chứng minh chúng ta chứng minh như sau. Để chứng minh cái này chúng ta làm như sau. Đấy. Bây giờ chứng minh nhé. Để chứng minh cái bất biến chúng ta làm như sau. Cần để mà chứng minh cái tính bất biến hay là bất biến vòng lặp chúng ta làm như sau. Bước 1, chúng ta chứng minh là cái P1 bằng 0. P1 là đúng hay là P0 là đúng nhé. Tức là trước vòng lặp thì là P1 là đúng. Hai là chúng ta chứng minh rằng là giả sử PI-1 đúng. Thì chứng minh tiếp theo là sau vòng lặp y thì PI sẽ đúng. Như vậy là suy ra là cái pi đúng ở với mọi y, thì đây nó gọi là cái chứng minh cần mình quy nạp ấy, quy nạp là cái gọi là bất biến vòng lặp, và từ đây chúng ta sẽ suy ra là cái pi là đúng, pi đúng với mọi cái y ở trong vòng lặp này này. Đấy, được chưa? Thì đây là một cái chứng minh này nó rất là dễ, cái này ý tưởng này nó rất dễ, nó như là quy nạp thôi, nhưng mà áp dụng cho rất nhiều bài toán khác nhau. Bây giờ chúng ta quay lại cái này nhé. Bây giờ với cái thuật toán cách 2 của Chen thì chúng ta sẽ đưa ra cái bất biến là như sau, cả hai luôn nhé, cả hai là giống nhau. Mình tôi mô tả luôn cái bất biến vòng lặp là cái gì. Đây thì đây cái bất biến như sau. Bất biến
bất biến nhé. Bất biến là tại mọi thời điểm, tại mọi bước y mà chúng ta đang xét, thì cái dãy con là A0, A1, vân vân, AI là đã được sắp xếp đúng. Được sắp xếp đúng nhé. Đấy, thì đây chính là cái vấn đề, chính là bất biến của vòng lọc mà, của chúng ta. Như vậy là y chạy tới đâu ấy thì cái dãy A1 cho đến A0 AI là sẽ đúng tới đó. Và khi y bằng N-1 thì cả dãy đều sẽ đúng. Vậy suy ra là nếu mà chúng ta chứng minh cái này là bên vòng lọc ấy thì suy ra là mệnh đề là đúng. Đấy. Thì bây giờ rất đơn giản thôi đúng không nào? Bây giờ chứng minh cái này rất đơn giản này. Ở tại trước vòng lọc ấy, tại trước vòng lọc thì là y bằng 0 thì mọi cái phần tử cái dãy trước vòng lọc tức là A0 một phần tử thôi nó luôn đúng rồi. Giả sử tại thời điểm mà chúng ta thực hiện cái vòng lọc y này, giả sử A0 trên AI-1 là đúng rồi, thì cái AI đó chúng ta sẽ chèn vào cái vị trí đúng ở trong vòng lọc này, suy ra nó đúng thôi. Như vậy cái chứng minh này nó rất là dễ. Từ đó suy ra là cái định lý này là cái thuật toán này là hoàn toàn đúng. Cái việc chèn này là chèn vào vị trí đúng của nó ở trong dãy AI-1, dãy này là dãy đã được sắp xếp đúng rồi. Đấy, thì cái việc chèn vào là sẽ đúng luôn. Đấy. Vậy là cái định lý là cái mệnh đề là cái tính chất là cái thuật toán này là đúng, là chứng minh rất là dễ dàng bằng toán học, được chưa? Đấy, từ đó để các bạn có thể về nhà các bạn tìm hiểu sâu hơn cái này nhé, các bạn đọc sâu hơn cuốn sách mà tôi viết ấy, về thuật toán ấy. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tôi sẽ mô tả tiếp theo một chút nữa về chúng ta hãy tính thử chúng ta cùng nhau hãy tính trong một trường hợp thôi, chúng ta hãy tính cái thời gian chạy, tính cái TN, thời gian chạy của sắp xếp của cái thuật toán sắp xếp chèn nhé, trong các trường hợp, trong ba trường hợp sau, A là trường hợp là tốt nhất thì TN nó là bao nhiêu, B là trường hợp trung bình thì nó là bao nhiêu, và C là trường hợp tồi nhất, xấu nhất nó là bao nhiêu. Chúng ta cùng nhau làm thử một cái nhé, làm thử một cái thôi. Còn cái bài này là cái này chúng ta có thể về nhà chúng ta làm bài tập thôi, tôi làm cho các bạn một lần này thôi nhé. Rồi, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chúng ta cùng nhau phân tích cái này trên một ví dụ cụ thể nhé, trên tôi làm cho trường hợp 2 đây nhé. Trường hợp 2 nó ngắn hơn mà, để cho nó dễ này. Đấy. Còn trường hợp 1 thì chúng ta làm, các bạn về nhà làm, tôi làm cho bạn trường hợp 2 này đã trước nhé. Đây, bây giờ tôi viết lại thuật toán 2 mà tôi sẽ chứng minh nhé. Tôi sẽ tìm cái TN của nó nhé. Đây, chúng ta cùng nhau phân tích một chút thôi, cũng dễ đấy mà. Đây nhé. Insertion sort. À nhé. Đây thuật toán chúng ta này, for này. For i này, range này. Nhé. Tôi có thể viết luôn này, đây là len A luôn. Tôi để nguyên chứ chả cần thiết là phải từ 1 làm gì. Nhá, rồi để nguyên như này nhé. Rồi tiếp theo là chúng ta nhớ lại một chút nhé, là g bằng y. Đấy, g bằng y nhé, và đây là y g lớn hơn 0 and a g nhỏ hơn a g trừ 1 hai chấm đây, và đổi chỗ a g trừ một bằng a g trừ một phẩy a g. Đấy, và đây bây giờ sẽ là g bằng g trừ một. Đây là nó cái này thôi nhé. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhé. Đây. Thì ở cái vòng lặp đầu tiên này, đúng không? Đây, chúng ta cùng xem một chút nhé. Các
Rồi tôi để một cho nó đúng nhé. Nhé. Thì vòng lặp một này, vòng lặp trên này là y chạy từ 1 cho đến n trừ 1. Vòng lặp trên cùng này là nó có là vòng lặp trên này nó có n trừ 1 bước. Nó có n trừ 1 bước, vòng lặp 1 nhá. N trừ 1 bước. Vòng số 2, cái lệnh số 2 này là chạy mất là một đơn vị thời gian nhé. Cái vòng lặp Y3 này chúng ta tính sau nhé. Còn hai cái 4 5 này, cái số 4 này này, cái số 4 này là mất là lệnh đổi chỗ trong mọi lộ trình nó mất là 3 đơn vị thời gian. Nó là ba lệnh gán, đứng với ba lệnh gán nó mất là 3 đơn vị thời gian. Còn lệnh là số 5 này là mất một đơn vị thời gian. Chứ vậy suy ra là trong vòng lặp này của chúng ta trong chỗ này này là mất là 4 đơn vị thời gian nhé. Còn số lượng vòng lặp của số 3 là ta chưa biết nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích này. Rồi chúng ta cùng nhau phân tích cái này nhé. Để nhỏ lại một chút này, này phân tích rồi. Rất là dễ thôi nhé. Bây giờ A là trường hợp xấu nhất. Trường hợp tốt nhất thì chúng ta làm trước nhé. Tốt nhất là dãy A ban đầu đã được sắp xếp đúng. Được chưa? Thì cái vòng lặp ngoài 4 này là nó luôn là sai. Cái A nó sẽ đúng rồi, suy ra là cái Azin này nó luôn lớn nó bằng AI trừ 1. Vậy suy ra là cái lệnh 45 là không bao giờ xảy ra. Và cái lệnh 4 này nó chỉ có đúng một lần, chạy đúng một lần là đúng, có một vòng lặp có đúng một lệnh thôi, là lệnh kiểm tra thôi, ban đầu thôi. Còn 45 là nó không có. Vậy suy ra trường hợp này là như sau này. Trường hợp này là TN bằng như sau nhé. Đây TN là bằng này, bằng nhé. Cái vòng lặp form 1 đó là có N trừ 1 bước. Mỗi bước đó là vòng cái số 2 này này. Lệnh số 2 này là có 1. Lệnh số 3 này cũng đúng, chỉ đúng một lần thôi. Như vậy chỗ này là 1, tức là 2. Như vậy nó sẽ là 2. Đấy, nó chỉ có 2. Còn 4 năm không có. Vậy xe nó bằng, nó chỉ bằng là 2 lần N trừ 2. Đấy, đây, N trừ 1. Đây chính là cái trường hợp tốt nhất. Nếu A mà được rất đúng rồi thì cái TN nó chính bằng này, nó sẽ là bằng ON thôi. Đấy, thấy không nào? Đó là trường hợp tốt nhất nhé. B là trường hợp xấu nhất. Xấu nhất là A đã sắp xếp nhưng mà sắp xếp ngược lại. A đã sắp xếp nhưng mà giảm dần. Thì tôi đã suy ra là cái vòng lặp số 3 này là nó phải thực hiện là với mỗi A, với mỗi phần tử Y đó nó thực hiện là Y trừ 1 lần. Là Y lần chứ, đúng không? Là Y lần. Cái này nó hiện là Y lần. Vì nó phải mỗi AI nó phải đổi chỗ liên tục cho tận cuối thôi mà. Nhìn như vậy là nó sẽ hiện là Y lần. Và chỗ này là Y lần, mỗi lần Y như vậy là 4 lần nữa. Vậy suy ra như sau. Trong trường hợp này ý, thì suy ra như sau. Trường hợp này là cái vòng lặp Y, cái vòng lặp 3 được thực hiện. Cái mọi Y thực hiện đúng Y lần. Vì mỗi phần tử AI sẽ phải đổi chỗ cho tất cả các phần tử bên trái đúng y lần nữa. Vì suy ra TN bằng như sau. TN sẽ bằng sau này. Nó bằng là như sau nhé. Nó bằng là đây tổng y chạy từ 1 đến n trừ 1. Đấy, ở đây nhé. Ở đây là 1. Một cái chỗ này chính là cái 1 đây này. Nó chính là cái này. Một chính là cái lệnh này. Đấy. Còn chỗ này là y lần, mỗi lần là 4 lần nữa. Vậy trên đây chính là 1 cộng 4 y. Đấy, nó ra cái công thức này này. Thấy không nào? Đây, nó ra công thức này. Vậy suy ra như sau, nó bằng này. Tôi tính cái 1 ở trước nhé. Cái 1 là chính là từ 1 đến n trừ 1. Được không nào? Đây này. Cái 1 này này là tính với tổng này, nó chính với tổng từ 1 đến n trừ 1. Đây, tôi cho lên nhé, dễ nhé. Đấy. Được không nào? N trừ 1. Vậy suy ra là cái tổng của chỗ 1 này nó chính đây, nó bằng là y, nó bằng là 1 này, y bằng 1 n trừ 1 này, đúng không? Cộng với 4 lần
Đây, y y bằng 1 n trừ 1. Đấy. Thì cái chỗ này cái đơn độc thuần đây đây chỉ bằng n trừ 1 thôi, cộng với cái bên này. Đây là 4 nhân với tổng chạy y chạy từ 1 đến n trừ 1, đây chỉ bằng là n nhân n trừ 1 chia 2. Đấy. Đấy, vậy nó bằng tổng lại bằng như sau. Nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là n trừ 1 cộng với 2 lần n n trừ 1. Và có thể tính ra ngay, nhân ra bằng đây bằng đây là 2n bình phương. 2n bình phương thì trừ 2n cộng n sẽ bằng trừ n. Và đây là trừ 1. Vậy sẽ có thể đây. Đây là trường hợp xấu nhất nhé. Đó là trường hợp xấu nhất. Đấy. Vậy trong trường hợp này là như sau. Trường hợp này là cái tn tổng kết lại ta có này, ta có là tn bằng là 2n bình phương trừ đi n và trừ đi 1 nó bằng là o lớn của n bình phương. Đấy. Trường hợp mà xấu nhất nhé. Còn trường hợp trung bình thì chúng ta cứ tưởng tượng trường hợp trung bình nôm na là cái chỗ này này, là cái mỗi lần mọi ai như vậy thì nó ở phía trước nó có là nó có y trên 2 cái phần tử là lớn ai. Vậy sẽ ra là nôm na là cái vòng lọc a là vòng lọc ban nó sẽ được thực hiện là y trên 2 lần. Đấy. Không phải y lần mà y chia 2 lần. Vậy sẽ như sau. Trường hợp trung bình thì là như sau nhé. C là trường hợp trung bình. Trường hợp trung bình nhé. Thì chúng ta có tương tự ở trên thôi. Chỉ khác là hệt như ở đây, chỉ khác là cái số này là số 2. Đấy, hệt như vậy. Hệt như đây vậy nó có ta có này, ta có là tn bằng đây. Y bằng 1 đến n trừ 1, đây là 1 cộng với 2 y. Đấy. Như khác nó chỉ là 4 y chia 2 mà thì lại chỉ là 2 y. Vậy nó bằng như sau. Nó bằng đây là giống như trên này ta suy ra nhé, nó bằng như này. Đây, nó sẽ bằng là chỗ này chính là n trừ 1 cộng với 2 lần cái này là y bằng 1 đến n trừ 1. Vậy nó sẽ bằng là n trừ 1 cộng với chỗ này chính là n nhân n trừ 1. Đấy, vậy nó sẽ bằng gì? Nó bằng là n bình phương trừ 1. Và nó vẫn bằng là o lớn n bình phương. Đấy. Vậy chúng ta tổng kết lại nhé. Tổng kết lại là như sau với thuật toán chèn ấy, với cái thuật toán chèn, sắp xếp chèn nhé. Chèn thì như sau này, thì thuật toán chèn là như sau, thì trường hợp mà chúng ta tính cái tn nhé, tính đây chúng ta viết cái bảng ra thôi nhé. Đây là viết ra như này cho nó dễ. Trường hợp mà tốt nhất này, tốt nhất nha, trường hợp trung bình và trường hợp xấu nhất. Đây là tn, tính độc lập của nó nhé. Tốt nhất của nó chính là on thôi. Trung bình là on bình phương và xấu nhất là on bình phương. Mà nói chung người ta coi cái này là trung bình, người ta tính là trung bình và xấu nhất thôi, thì nó chính là độ phức tạp của nó chính là n bình phương. Nó khá chậm, được chưa? Đó. Nhưng mà tôi vừa mới nói kỹ cho các bạn cái thuật toán sắp xếp chèn đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sang nhanh cái thuật toán sắp xếp chọn là như sau. Bây giờ chúng ta sang cái số 2 là cái sắp xếp chọn. Một thuật toán rất là nổi tiếng. Sẽ chọn là như sau nhé. Là chúng ta cho dãy cho cái đây là pseudo code này. Là như sau này, chúng ta cho phần duyệt từ đầu đến cuối của dãy A. Với mỗi AI đó, chúng ta tìm phần tử minimum ở bên phải của AI và đổi chỗ cho AI. Đấy, cái làm là như vậy nhé. Cái làm là như sau, cái làm là for i 0 to n. Đây có thể không là n trừ 2, không là n trừ 1. Đấy, n trừ 2. Thật đấy là n trừ 1 cũng được, nhưng mà n trừ 2 nhé. Và chúng ta tìm cái phần tử
phần tử AG. AG là min, minimum, minimum của cái dãy. Dãy con bên phải là AI này. AI cộng 1 này. Và cuối cùng là AN trừ 1. Đấy, tìm phần tử cuối cùng bên phải và chúng ta đổi chỗ. Đổi chỗ AI và AG. Được chưa? Tức là chúng ta với chúng ta lập từ đầu đến gần cuối, cuối được gần cuối và tìm phần tử minimum ở bên phải của phần tử mu ở bên phải của cái từ AI trở lên đấy và đổi chỗ cho AI. Thì sau lệnh đổi chỗ này thì phần tử AI sẽ là phần tử nhỏ nhất tìm được tại vị trí hiện thời. Như vậy là di chuyển tới đâu thì ta tìm đúng tới đó. Đấy, thì đó là chọn cái phần tử nó có từ chọn ấy. Chỗ này chính là chọn. Chỗ này này là chọn. Cho nên có cái ý nghĩa của nó là chọn. Được chưa? Đấy. Nôm na là như sau này. Là thực tế chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ cho học sinh đứng trên một hàng ngang và với mỗi học sinh cô giáo sẽ đi từ đầu đến cuối. Với mỗi học sinh tại AI đó, cô giáo tìm mỗi em học sinh nhỏ nhất ở bên phải, nhỏ nhất và đổi chỗ cho em này. Thì đi đâu ta đổi chỗ từ đó là xong. Đấy, thì đây chính là cái thuật toán là sắp xếp chọn. Biết tôi mô tả các bạn thuật toán có nói nhé, nó rất là dễ. Nó rất là đơn giản như này thôi. Đây. Nó rất đơn giản như này thôi nhé. Chúng ta đây chúng ta biết cái lệnh là def. Def này là selection sort. À. Giờ hai chấm này. Đấy. Chúng ta for i in range nhé. Từ 0 trở lên a chỉ 1. Lên a cũng được, lên a chỉ 1 cho nó. Đấy, hai chấm. Mà chúng ta tìm phần tử min ở bên phải, chúng ta đặt cái tìm bằng chỉ số, chúng ta đặt cái y gọi là y min. Y min chúng ta đặt bằng đầu tiên bằng y nhé. Sau chúng ta for g in range y hoặc y cộng 1 cũng được, y cộng 1 và ở đây là len a. Len a. Chỗ này là y cũng được, y cộng 1 cũng được nhé. Chỗ này này, y cũng được, nó không quan trọng vì ta tính cái y ở trên này rồi mà. Đấy. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra if cái a g này lại nhỏ hơn cái a i min. Đấy, còn tức là nhỏ hơn cái a i min nữa thì chúng ta đặt là i min, đây là hai chấm nhé, bằng g. Đấy. Cuối cùng chúng ta sẽ đổi chỗ cái a i và a i min, ta đổi chỗ cho nhau, đổi cho nhau đây, bằng a i min và a i. Đây chính là cái thuật toán nhé. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 3 đây nhỉ, 4 này, 5 này, 6 này. Được chưa? Tôi lấy ví dụ chúng ta thử ra cho ta là ví dụ một đơn giản nhé. Ví dụ như đây là phần tử chúng ta làm là 2 4 1 3. Đấy, ví dụ như vậy nhé. Thì đầu tiên là 2. Chúng ta tìm phần tử bên phải nhất cho là 1 đây, chúng ta đổi chỗ. Như vậy sau bước 1 nó sẽ là 1 này, 4 này, 2 3. Đấy, như vậy là đầu tiên là 1 xong nhé. Sang bước tiếp theo chúng ta tìm phần tử 4. Bên phải nó là 2. Chúng ta đổi chỗ 1 2 4 3. Bước tiếp theo chúng ta sang phần tử thế này. Tìm cạnh đổi chỗ. Chúng ta là 1 2 3 4 là xong. Như vậy sau 1 2 3 sau 4 bước là chúng ta xong. Đấy, đó là cái thuật toán sắp xếp mà chọn. Thì các bạn có thể các bạn cứ về nhà các bạn sẽ làm tiếp tục tính cái tên của cái này. Mà tập về nhà chúng ta tính cái tên cho thuật toán này nhé. Đáp số của nó là trong cả 3 trường hợp là tốt nhất, trung bình và xấu thì cả 3 trường hợp đó đều là ON bình phương hết. Đấy, cả 3 trường hợp. Không nó khác với chèn. Thuật toán sắp xếp chèn là rất hay là trường hợp mà tốt nhất thì nó lại tính rất là nhanh,
còn trung bình và xấu nhất thì nó là n bình phương. Còn cái anh bên này thì là cái thuật toán sắp xếp chọn này thì luôn luôn nó là gì, nó là cái em bình phương nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ ba, sang toán thứ ba, toán cuối cùng là sắp xếp nổi bọt. Ý tưởng là như sau, ý tưởng là chúng ta sẽ mà cái phần là chúng ta sẽ ý tưởng là chúng ta luôn luôn là đi tìm hai phân tử cạnh nhau, nếu mà xếp không đúng thì chúng ta đổi chỗ, tìm chỗ khi nào mà hết thì thôi. Đấy. Ý tưởng của nó là như sau, ý tưởng là như thế này, ý tưởng là chúng ta là luôn tìm hai phần tử cạnh nhau. Nếu chúng xếp không đúng thì đổi chỗ. Chứ khi nào mà không có gì được đổi chỗ nữa thì người ta dừng lại. Cái toán này là nó mô phỏng cái việc nổi bọt, khi chúng ta xuống nước chúng ta thở ra, hay con cá nó bơi dưới nước nó thở ra thì bong bóng nó sẽ nổi dần lên, luôn luôn đổi vị trí của hai phân tử ở cạnh nhau. Quan trọng nhất là cạnh nhau nhé, cạnh nhau. Đó, cạnh nhau. Thì mà toán này có rất nhiều ý tưởng, toán này có rất nhiều phương án để chúng ta thực hiện trên thực tế. Nhưng mà các bạn có thể mô tả cho học sinh hiểu ngay là gì? Chúng ta có thể mô phỏng ngay cái toán này ở trên lớp được nhé. Làm như sau này. Bây giờ các bạn cho học sinh xếp thành một hàng dọc từ trên xuống dưới, cho học sinh xếp thành một hàng dọc đi, như này, hàng dọc như này nhé, đó. Và giáo viên đưa ra một lệnh như sau này, giáo viên ra một lệnh thôi, tất cả các em học sinh hãy nhìn lên bạn đứng trước mình, nếu bạn đứng trước mình mà cao hơn mình thì đổi chỗ, và cứ như vậy cả lớp cùng lúc đổi chỗ với nhau, đổi một lúc là xong, đổi một lúc sẽ là lập tức là xếp xong hết tất cả. Thì tất cả khi đổi xong rồi thì tất cả các bạn trong lớp thì người phía trước mình đều thấp hơn mình cả. Và như vậy đã xếp xong. Thì bài này có rất nhiều cách làm nhé, biết tôi mô tả một cách. Thì muốn mô tả cách đó chúng ta cùng quan sát một cái, nó gọi là một cái pha nổi bọt là như sau. Để tôi mô tả một cái pha nổi bọt nhé. Một cái pha hay là một cái vòng lặp, một cái pha nổi bọt. Nổi bọt là chúng ta sẽ dịch chuyển một vòng lặp từ đầu đến cuối của dãy, và chúng ta sẽ thay đổi cái kiểm tra phần thể đó vào phần thể bên cạnh. Nếu mà lệch chỗ không đúng ta thì ta sẽ đổi chỗ. Thì cái pha nổi bọt là như sau này. Một pha nhé, là chúng ta for e in range n, len a đi, len a nhé, thậm chí không còn len a mà len a trừ một đủ, phần từ không cần đến cuối cùng. Đấy nhé, kiểm tra này. If nếu mà cái phần tử AI đó nhé mà lại lớn hơn phần tử ở bên phải y cộng 1 thì chúng ta đổi chỗ, AI cộng 1 ta đổi chỗ cho nhau. Đây, AI cộng 1 và AI. Đây là một cái pha đổi chỗ chạy từ đầu đến cuối của dãy, đúng không? Và cái anh nào ở bên phải, phần tử AI đó kiểm tra nó lớn lên phần tử bên phải, ta đổi chỗ. Thì sau một pha này thì phần tử lớn nhất nó sẽ chuyển sang bên phải. Thì nó gọi là một pha nổi bọt mà. Đây, chúng ta chú ý nhé, một cái pha nổi bọt. Thì như sau này, một cái pha nổi bọt thì ví dụ như đây chúng ta có những ví dụ như là chúng ta có là 4 1 3 2. Đấy. Chúng ta một pha chúng ta so sánh 4 với 1 này nhé, đổi chỗ, đúng vì 4 lớn 1 mà, đổi chỗ thành 1 và 4. So sánh 4 với 3 nhé, lại 3 này 2. So sánh 4 với 3, đổi chỗ, chúng ta là 1 3 4. So sánh 4 với 2, đổi chỗ, như vậy là 1 3 2 4. Như vậy là sau một pha nổi bọt như vậy thì phần tử to nhất nó sẽ nằm ở cuối. Đây chính là một cái pha nổi bọt, chính là mô tả con bóng nổ lên trên đấy. Sau cái pha nổi bọt này thì phần tử liệt sẽ chuyển về cuối của cái dãy đó. Đấy, suy ra là tay cần như vậy, suy ra tay cần thiện n lần cái pha này là xong. Đấy, như vậy là cách làm thứ nhất nhé, cách một này.
cách một của nồi bọt là như sau. Chúng ta đây chúng ta đặt đặt tên là bubble sort def def nhé. À, mô tả luôn trên 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 Python luôn nhé. Đây chúng ta cái vòng đầu tiên chỉ là vòng lặp bắt đầu với for i in range len a n đi. Ở đây tôi quên mất, tôi còn có một lệnh nữa ở đây nhé, ở chỗ này đặt luôn là n bằng len a cho nó dễ nhé. Đây là n luôn nhé. Đấy. Đây là n nhé, đấy, cho nó dễ nhé. Đấy. Chỗ này tôi quên là cho cái này vào đây nhé. Đấy. Được chưa? Thì tôi phải tôi dùng n tôi dùng nhiều lần mà, nên tôi để ở đây nhé. Đấy, vì chúng ta xem tiếp tục chúng ta xem cái vòng lặp chính nó như thế nào nhé. Đây, vòng lặp chính ở phía dưới nhá. Đây. Vòng lặp này chỉ là vòng lặp mà đếm thôi, còn vòng lặp ở dưới mới là vòng lặp mới là cái vòng lặp gọi là nồi bọt. Đây. Chúng ta for g in range đúng không? In range n-1. Đây, n-1. Đây, n-1 là gì? Là if a g mà lớn hơn a g cộng 1 thì ta đổi chỗ, đổi chỗ là a g phải a g cộng 1 bằng a g cộng 1 phải a g. Đấy, được chưa? Thì đây chính là cái em đây chính là cái toán nồi bọt đây. Thì cái vòng lặp là cái một cái số 2 này đây là mới là cái phao nồi bọt nhé. Cái vòng lặp chỉ là cái vòng lặp một chỉ là cái đếm thôi, đếm số lần thôi. Đây là 3 4 đây. Đây là một phương án nhé, đây là một phương án. Đấy thì chú ý là cái vòng lặp này là phao nồi bọt này. Thì cái lần đầu tiên thì là n-1 đến n-1 những lần khi mà hết lần thì một rồi. Thì lần thứ hai khi lần đầu tiên ấy thì phần tử lớn nhất nằm lên sang bên phải rồi. Lần thứ hai chúng ta chỉ việc lặp ở phía ở chỉ cần là lặp ở các phần tử ở phía trước thôi, không cần lặp những phần tử này nữa, cho nên là phần tử lần sau ta đã giảm đi được. Chúng ta sửa lại như sau nhé. Chúng ta sửa lại là chỗ này không phải là đây là cần n-1 là đủ này, còn chỗ này là n-1 và đây là có thể viết là trừ y nữa. Y bằng 0 lần đầu tiên thì nó chính là n-1, lần thứ hai thì sẽ là n-2 chứ n-1 và -1. Chúng ta viết lại cái này nhé, cho ta chính xác lại nhé. Đây chúng ta viết lại chính xác lại cái thuật toán sắp xếp mà chính xác lại nhé. Chính xác lại là như sau này, tôi viết lại cái này cho nó nhìn nó dễ nhé, theo đúng vào trong sách giáo khoa viết lại thật chính xác lần nữa nhé. Đây def này, bubble sort này. À này, đầu tiên là n bằng len a cho nó, phải dùng n là hai lần mà. Tiếp theo này là for i in range, đây chỉ là n-1 thôi. Đấy, n-1 lần là đủ nhé. Rồi tiếp theo ở đây là for g in range của n-1 và trừ đi y. Đấy, như vậy là sau lần thì ta cái vòng thứ hai là chính là vòng cái phao để mọt, chúng ta giảm bớt đi một phần tử nữa, vì sao cái phần tử lớn nhất nó nằm ở bên phải rồi, chúng ta không cần lần thứ hai, chúng ta không cần phải làm đầy đủ nữa và chúng ta giảm đi một đơn vị. Đấy, và đây chúng ta kiểm tra if if nhé, if này, if là a g mà lớn hơn a g cộng 1 thì chúng ta đổi chỗ là a g cộng 1 bằng a g cộng 1 a g, được chưa? Đó, chúng ta chú ý đây chính là cái thuật toán chính thức đây mô tả.
Được chưa? Thì như vậy đây chính là cái vòng lọc, mà đây là một này, cái vòng lọc số 2 này chỉ là vòng lọc là đếm thôi. Đếm số lần bên ngoài. Vòng lọc số 3 này mới là cái này mới là cái phao nổi bọt, là ở đây, gọi là đây phao nổi bọt đây. Phao nổi bọt. Phao nổi bọt đúng không? Đấy, và còn cái vòng lọc bộ cái 4 này là cái lệnh if thôi. Năm nó có đúng 5 lệnh. 1 2 3 4 5. Rất đơn giản. Thì vòng lọc số 3 này là rất quan trọng. Vòng lọc số 3 này mới là cái vòng lọc mà để nổi bọt. Được chưa? Thì ở đây chứ vòng lọc số 3 này là có hai cách. Vòng lọc số 3 ở đây nhé, là vòng lọc số 3 là cho di chạy từ trái sang phải. Còn chúng ta có thể mô tả cái vòng lọc nổi bọt là từ phải sang trái. Hoàn toàn có thể làm được như vậy nhé. Tương tự như vậy. Thì đây là cái lệnh mà đây là một cái phao nổi bọt là nằm ở đây, tôi mô tả ở đây này. Đây là phao nổi bọt từ y chạy từ trái sang phải. Còn chúng ta có thể mô tả cái vòng lọc nổi bọt chạy từ phải sang trái cũng tương tự như vậy. Thì các bạn về nhà các bạn làm tiếp phần này nhé. Như vậy với cái nổi bọt này ít ra có hai cách để mô tả. Một cách là mô tả cái vòng lọc nổi bọt là từ trái sang phải. Cách thứ hai là mô tả vòng lọc nổi bọt từ phải sang trái. Đấy, chúng ta chú ý nhé, có hai cách. Cách nào cũng được, nó tương đương nhau. Đấy. À, như vậy tôi vừa mới trình bày nhanh cho các bạn bị chúng ta chuyển sang làm bài tập. Thì trước khi làm bài tập chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút thêm một cái định nghĩa nữa rất là hay mà tôi muốn cho các bạn xem, và chúng ta sẽ làm bài tập xung quanh cái đó nhé. Thì một cái thuật toán một cái thuật toán sắp xếp như dãy số A bất kỳ. Dãy số bất kỳ. Thì nó có một định nghĩa là thế nào là sắp xếp là nó là ổn định. Được gọi là ổn định nếu được gọi là sắp xếp ổn định. Một điều quan trọng rất quan trọng, tôi sẽ nói ý nghĩa sau nhé. Ổn định nếu như sau này, nếu mà trong A nó có hai phần tử bằng nhau thì trước và sau sắp xếp thì vị trí nó không 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 bị đảo cho nhau. Tức là trước khi sắp xếp A có hai phần tử bằng nhau. Hai phần tử bằng nhau. Ví dụ như là AI bằng AG. AG mà Y lại nhỏ hơn G. Như vậy là trước khi sắp xếp ấy thì là AI nằm bên trái AG mà chúng bằng nhau. Thì giả sử sau khi sắp xếp thì cái AI này nó di chuyển đến cái vị trí là AI1, còn cái AG này nó di chuyển đến cái vị trí là AG1. Đấy. Đấy chưa? Thì thuật toán này được gọi là ổn định nếu mà với mọi AI AG thì chúng ta phải có như sau. Thì chúng ta phải có là gì? Là cái I1 cũng phải nhỏ hơn G1. Nôm na là ổn định là gì? Ổn định là ổn định là khi mà cái thuật toán đó nó bảo toàn thứ tự của cả hai phần tử bằng nhau, cái chỉ số của nó, cái vị trí của nó trong khi mà bằng nhau, khi mà trước khi sau sắp xếp thì nó không bị không bị đảo chỗ. Vậy cái này là cái rất quan trọng nhé. Đấy, thì đó là thuật toán ổn định. Còn ngược lại thì nó gọi là không ổn định. Không định là nếu mà tồn tại hai phần tử AI AG bằng nhau mà chưa khi sắp xếp thì AI nhỏ hơn G. Nhưng sau khi sắp xếp ấy, AI trở biến thành AI1, AG biến thành AG1, nhưng mà I1 là lớn hơn G1 thì nó là không non thế, nó gọi là không ổn định. Được chưa? Đấy, thì chúng ta cùng cái này rất quan trọng này, bởi tôi cho các bạn xem ví dụ như vì sao nó quan trọng là nhìn này. Cái đây là một thực hiện rất quan trọng mà thực tế chúng ta rất nhiều bài tập liên quan đến nó nhé. Ví dụ chúng ta hiểu thế nào là cái quan trọng của cái việc là ổn định nhé. Ví dụ như là chúng ta có một cái chúng ta có một lớp cho chúng ta là có một sách giáo sinh xếp theo thứ tự ABC nhé. Ví dụ như bạn Anh này, với điểm số của mình, Anh là 7 điểm. Xong bọn Hoa là 8 điểm. Xong bạn Hà là 7 điểm. Xong bạn Vinh cũng là 8 điểm. Rồi bạn là Quang là 1 điểm. Được chưa? Đấy.
Thì lớp chúng ta thì là sách lớp là xếp theo ABC rồi. Anh trước sẽ đến Hoa, sau đến Hà, sau đến Vinh, sau đến Quang, ví dụ thế nhé, ví dụ thế nhé. Để thử tụ Hà thì sẽ bị lẫn với này nhé. Hoa, đây là Hà đi, đây là Hà nhé, và đây là Hoa đấy. Đấy, Hoa đứng sau Hà mà. Anh này, Hà, Hoa, Vinh, Quang, được chưa? Bây giờ tôi sắp xếp lại cái sách lớp của chúng tôi theo theo thứ tự điểm số. Khi mà ta trong lớp chúng ta cần xếp theo thứ tự là ai điểm cao nhất thì lên trước, ai điểm cao sau thì đứng thứ hai, được chưa? Sắp xếp lại. Này, tôi sắp xếp lại theo điểm số. Được chưa? Thì đầu tiên là 8 cao nhất đúng không? Thì có hai người là 8 là Hòa và Vinh. Được chưa? Hòa và Vinh. Thì tôi muốn là khi xếp lại thì Hà và Vinh chứ, thì Hà cũng phải đứng ở trên Vinh mặc dù là điểm số là số bằng nhau. Đấy, vì là thì khi mà hai người bằng điểm nhau thì tôi sẽ xếp theo tự là gì, là người là người có theo ABC sau, như vậy là Hà phải đứng trước Vinh, nhưng mà xếp lại sẽ là Hà 8, sau đó là Vinh 8, được chưa? Sau đó là 7. 7 có hai người là Anh và Hoa, thì Anh là biết trước, tôi muốn là Anh phải để lên trước 7, và sau đó là Hoa 7, và cuối cùng sẽ là Quang là 1. Đấy, được chưa? Thì như vậy là nếu tôi nói xếp bờ ổn định thì như này. Không ổn định ý, thì ở phía trước đây là 8 là Hà đứng trước Vinh đúng không nào? Nhưng mà khi mà đổi sắp xếp lại, chẳng may nó lại Vinh lên trước thì sao? Đấy, Vinh và Hà ở đây thì cái này nó là không ổn định. Thì không ổn định thì nó không hay lắm, để chưa không hay lắm thì ổn định. Nói chung người ta muốn là gì? Xếp ổn định. Hai người mà cùng điểm số thì nên là cái người có vần xếp trong người, cho những người này là phải xếp đúng theo thứ tự ở phía trước đó, là Anh đứng trước Hà mà là Hoa, Hà sau đến là Vinh, sau đến là Anh, sau đến Hoa mới đúng. Chứ khi mà đổi xếp lại mà lại kia lại Vinh mà lại đứng trên Hà thì là sai, thì là không hay lắm, cũng đúng thôi nhưng mà không hay, không đúng, không thật là hay lắm. Cho nên là đoán xếp ổn định là rất là hay, là rất quan trọng, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau, trước khi chúng ta làm bài tập, tôi cùng các bạn chúng ta xem xét một chút nhé, một cái bài tập nhỏ nhỏ chúng ta thấy nhé. Bây giờ chúng ta này, hay là cái chương mình tính chất như sau này nhé, tính chất này mà chúng ta hoàn toàn chúng ta dễ dàng có thể làm được nhé. Một này là các bạn chứng minh là cái thuật toán sắp xếp chèn ở trên đấy, sắp xếp chèn ở trên của chúng ta là ổn định. Đấy. Cái này rất là dễ hiểu thôi, rất là ổn định nhé, rất là... Ở trong thuật sắp chèn nhé, hai người mà ban đầu mà nó là bằng điểm nhau ấy, bằng nhau, bằng hai giá trị bằng nhau, thì cái đổi thế nào đổi nó không bị nó chèn qua nhau được, không đổi chỗ nhau được, vì nó rất ổn định. Cho nhớ lại thuật sắp chèn nhé, sắp chèn chúng ta là như này, chèn cho cả hai trường hợp nhé, đây này, nó không bao giờ đổi chỗ ngược lại với nhau cả. Đây chèn đây nhé, đây chèn đây này, chèn đây là chèn đúng không nào? Đây chúng ta xem lại cái chèn nhé, đây này, chúng chỉ đổi chỗ khi mà AJ nhỏ hơn thì nó mới đổi chỗ, còn không đổi chỗ. Hai này bằng nhau thì nó không thể đổi chỗ được. Đấy. Trên này cũng vậy. Trên này là phải nó phải lớn hơn này thì nó mới đúng đây này, cách anh một như này. Thì này, nó phải lớn hơn cái này thì nó mới dịch chuyển. Bằng thì nó không dịch chuyển. Đấy, cho nên là sắp chèn là ổn định. Chúng ta có thể chứng minh được nhé, ổn định nhé. Chèn là ổn định. Đấy, chúng ta chú ý cái điều đó nhé, chèn là ổn định. Cái này có thể rất quan trọng đúng không nào? Rất quan trọng luôn nhé. Rồi hai, bây giờ tôi mô tả tiếp theo các bạn ra là cái thuật toán, chứng minh là thuật toán sắp xếp mà nổi bọt cũng là ổn định. Hai phần tử bằng nhau thì không đều chỗ được đổi chỗ cho nhau, vậy sẽ là ổn định, có thể chứng minh được đấy. Còn ba là chúng ta xem thuật toán sắp xếp chọn thì rất tiếc cái này nó là không ổn định nhé, không ổn định, rất là dở chỗ đấy nhé. Thế thì mình tôi lấy ví dụ cho thế ngay không định này, tôi lấy ví dụ nhé, ví dụ chúng ta cần tìm chỉ ra một phản ví dụ thôi.
Ví dụ dãy ảo chúng ta là như sau, như dãy ảo chúng ta đây, ví dụ như là 2, 4, 3, 1, 3, 4, 1, đây, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 1, được chưa? Không, tôi để cho nhanh, cho nó dễ luôn, thấy ngay luôn nhé. Đây, đây là 4 luôn, 4 này, 4, 2, nhé. Được rồi. Bây giờ ở bước đầu tiên chúng ta so sánh tìm phần tử minimum ở bên phải, đổi chỗ cho 4, ta có là 4 này, đổi chỗ cho 1 nhé. Đây, ta thấy là 1 này, 4 này sẽ chuyển sang 1, đúng không nào? Đây là 2 này, 3 này, 4 và 4, thấy không nào? Thấy không? Như vậy là ở ngay bước đầu tiên cái 4 này này là cái 4 mà ở trước đó nó ở vị trí 1, vị trí 0. Cái 4 này là nằm ở đây, 4 này nó chỉ chuyển sang trái, nó không sang bên phải được nữa. Vậy sẽ ra là cái 4 này này, ta làm tiếp nhá. Đây là cái bước 1 nhá. Bước 1 thì như vậy nhá. Ở bước 2 là giữ nguyên, bước mà giữ nguyên như vậy, sau bước sau là giữ nguyên, không thay đổi gì cả. Bước sau không thay đổi gì cả. Vậy suy ra gì? Suy ra là cái số 4 này chuyển sang đây. Số 4 này là số 4 này là giữ nguyên. Như vậy số 4 này là giữ nguyên nhé, chuyển sang đây. Là chuyển sang đây. Vậy suy ra đây là hai số 4 này sẽ bị ngược nhau. Trước khi sắp xếp thì số 4 này ở đứng trước số 4 này. Còn sau khi sắp xếp thì số 4 này là đổi về phía sau này, hai số 4 này bị ngược nhau. Vậy suy ra đây là không ổn định. Không ổn định nhé. Đấy. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta quay lại một chút cái thuật toán ở cái ở trong Python, nó có hai cái hàm, cái hàm là hàm sort và hàm thứ hai là hàm sorted. Thì đây là cả hai cái hàm này đều là không ổn định. Ta chú ý nhé, cái này chúng ta có thể tìm ví dụ không ổn định. Cái này sau này chúng ta sẽ hiểu, nhưng bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta quy định như vậy. Được chưa? Đấy, thì đó là một vài cái điều mà chúng ta chú ý nhé. Như vậy trong con sắp xếp của chúng ta là sắp xếp chèn và nội bọt ổn định, còn chọn là không ổn định. Còn cái hai cái thuật toán sắp xếp chính của Python, một cái là sắp xếp mà nó là một cái phương thức của A, của cái kiểu dữ liệu list thì nó không ổn định, và cái ngay cả cái sorted này nữa nó cũng không ổn định. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập, cùng nhau ấy nhé. Bây giờ tôi muốn cùng nhau làm số bài tập nhé. Bây giờ bài đây tôi nhìn nhầm đây. Bài tập nhé, bây giờ tôi làm bài tập. Bài 1 nhé. Bài 1 là sắp xếp hai dãy. Hai dãy nhé. Tức là cho trước hai dãy bằng phần tử nhau. Đây. Cho trước hai dãy nhé. Cho trước hai dãy A, B. Hai dãy số bao nhiêu là có phần tử bằng nhau, có số phần tử bằng nhau nhé. Bây giờ cần sắp xếp cả hai dãy, cần sắp xếp cả hai dãy. Nhưng mà theo tiêu chuẩn của B, tiêu chuẩn của B. Tức là khi hai phần tử chỉ đổi chỗ, nếu mà sau sắp xếp hai cái sắp xếp như nhau, nhưng mà sau sắp xếp rồi thì là B sẽ sắp xếp tăng dần theo tiêu chuẩn của B, theo tiêu chí so sánh của B. Tôi lấy ví dụ nhé, để lấy ví dụ chúng ta xem những ví dụ đơn giản như này thôi, ví dụ như này cũng dễ thôi. Ví dụ như A có 3 người này, A này có 3 cái tên nhé, 3 cái tên như là Hà, Anh, Quang. Đấy nhé. Thu
cũng không xếp theo tên mà xếp theo B gọi là chính là điểm số. B là điểm số nhé, giả sử Hà điểm số là 3, anh điểm số là 1, còn Quang điểm số là 10. Đấy. Còn tôi xếp theo thứ tăng dần đi. Tăng dần nhé. A là 8 này. Anh là 4 này. Và Quang là 3. Thì muốn sắp xếp lại như sau này. Xếp lại là làm sao cho là gì? Khi sắp xếp lại nhá, tôi muốn là gì? Xếp lại thì B nó sẽ như sau. B nó sẽ thành cái dãy là như này, thành cái dãy là xếp theo thứ tự là 3, tăng dần 3 này cho đến 4 này và đến 8. Đấy. Theo tính của B nhé. Nhưng A sẽ xếp theo chuyện đó, A phải bằng A cũng phải như sau. A phải biến đổi thành như sau này. Thành là cái 3 lên đầu, tức là gì? Là Quang lên đầu đúng không? Quang lên đầu. Xong tiếp theo là người số 4, người điểm 4 là tiếp theo là anh. Là anh, xong tiếp theo nữa mới là Hà. Đấy, tôi muốn là như vậy. Ta sẽ xếp theo tiêu chí của B, các bạn có hiểu không nhỉ? Đấy, chốt hai dãy số A và B nhé. Để sắp xếp đồng thời cả hai nhưng mà theo tiêu chí của B. Đấy, chúng ta có làm bài này nhé, đây là bài này. Đặt tên là sắp xếp hai dãy nhé, để tôi ghi vào cái thư mục của lớp chúng ta. Thư mục nào nhỉ? Đây này này. Bài tập hôm nay là B3. B3. Sắp xếp B3 đây này. Sắp xếp hai dãy. Được chưa? Thì chúng ta có thể áp dụng một trong ba cái thuật toán ta làm dùng cái nào cũng được, nhưng mà chúng ta chú ý khi sắp xếp thôi, có thể dùng ba thuật toán nào cũng được nhé. Và tất nhiên là tôi muốn là sắp xếp theo gì, tôi muốn sắp xếp là theo cái ổn định. Tôi sẽ không dùng thuật toán sắp xếp chọn mà dùng thuật toán là hoặc là chèn hoặc là nổi bọt nhé. Rồi tôi làm như sau này, đây tôi đặt tên nhé, đếp này sắp xếp AB. Đấy, như đây này. Được. Đồng thời cả hai luôn nhé. Thì tôi viết lại hoàn toàn cái thuật toán sắp xếp mà chèn này. Đấy nhá, tôi dùng thuật toán sắp xếp chèn này nhé. Nhưng mà tôi chú ý là khi mà chúng ta chèn ấy, khi chúng ta sẽ thực hiện trên cả hai luôn, trên cả hai dãy, nhưng tiêu chí so sánh chỉ dùng dãy B thôi. Đấy, chúng ta chú ý, chúng ta quay lại cái sắp xếp mà đây là insertion. Cũng được insertion nhé, nó là cái này nhé. Đấy. Hệt như vậy, hệt như thế này thôi. Nhưng mà chú ý là so sánh này là so sánh theo gì? Theo B. Còn cái đổi chỗ cho cả hai là cả A và B đồng thời luôn. Đấy, cái làm như sau nhé. Đây này, chúng ta cùng nhau làm. Đây. Bây giờ là hai bằng nhau rồi, như vậy là for i in range. In range len bất kỳ thôi, len A không quan trọng. Được chưa? Rồi. Chúng ta làm như sau, chúng ta đặt g bằng y, chúng ta nhớ lại nhé. Rồi là yg mà lớn hơn 0 n. Đấy, n b nhé. Bg mà nhỏ hơn phần tử bên trái bg trừ 1. Đấy, bg trừ 1. Đấy, chúng ta nhớ lại cái này nhé. Đấy, đây chính là cái này này. Đây này. Đấy. So sánh là so sánh theo cái B nhé, B. Nhưng khi đổi chỗ cả hai luôn. Đây, đổi chỗ luôn cả hai nhé. Thế có nên đặt là B này. BG này phẩy BG trừ 1. BG trừ 1 bằng BG trừ 1 phẩy BG. Đấy. Và làm luôn A luôn, đồng thời cho A luôn nhé. AG phẩy AG trừ 1 bằng AG trừ 1 phẩy AG. Đấy. Và cùng là G bằng G trừ 1. G bằng G trừ 1. Nói này thôi, rất đơn giản này thôi. Đấy, thấy không nào?
Vì tôi test thử nhá, xem đúng không nhé. Đây tôi viết, tôi copy cái này xuống này. Đây. Để tôi test này. Test case. Đấy. Và tôi sắp xếp A phải B. Để chèn vào, tôi in ra, tôi print xem nó có đúng thứ tự mà tôi muốn nhé. Print này. Print B trước này, xong print A sau. Xem nó có đúng là sắp xếp là 3 4 8 và trên này phải là quang nha. Thôi tôi để cho nó yên tâm, tôi sẽ in ra cái AB trước để trước vì sau khi in nhé. Ở đây chúng ta print cái đây là chữ sắp xếp này, in B này và print A này. Để tôi kiểm tra có đúng không. Được chưa? Tôi nhấn lại nhé, đây này. Đây là bài toán sắp xếp hai dãy nhé. Chúng ta đây sử dụng sắp xếp chèn, còn các bạn có thể dùng cách sắp xếp chèn hai cũng được, hoặc là dùng cái thuật toán sắp xếp nối bọc cũng được. Được chưa? Đấy, chúng ta chạy thử nhé. Đây, trước khi sắp xếp nhé, là 8, 4, 2, Hà là 8, Anh là 4, 3 là Quang nhé. Sau khi sắp xếp này là 3, 4, 8 và Quang lên trước, Quang đối ứng với số 3 này. Anh đứng thứ 2 ứng số 4 và Hà đứng thứ 3 là số 8. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Nhưng mà đây là cách làm là đúng nhé. Bây giờ tôi thử một phương án là bằng điểm nhau nhé. Để xem như nào nhé. Đây. Giả sử thêm một người nữa này, Quang nhé, sau đó thêm một người nữa là Bình. Bình và Bình này là 4 điểm. Đây. Đã kiểm tra luôn cho nó có ổn định không nhé. Thì bài này này, sau khi sắp xếp xong ấy, theo thứ tăng dần ấy, thì ở đây là Bình là Anh là 4, là Bình là 4, Anh đứng trước Bình thì sau khi sắp xếp Anh cũng phải đứng trước Bình thì mới đúng. Kiểm tra lại nhé. Đây này, Anh trước Bình này. Nếu mà chúng ta làm mà Bình mà đứng trước Anh thì là sai. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy, thì đây là một cái bài toán đơn giản thôi nhé. Bây giờ tôi sẽ làm cách 2. Cách 2 là tôi sẽ dùng cái đây là cách dùng cái thuật toán mà tôi vẽ ra. Còn tôi muốn dùng cái thuật toán của Python được không? Dùng cái hàm sort thịt có được không? Được. Hay là hàm sort nhé. Ở trong Python nó có chúng ta chú ý phân biệt hai cái hàm nhé. Đây tôi đây. Ở đây tôi bật lên cho các bạn xem cái này. Đây này. Chúng ta chú ý là ở trong Python nó có hai hàm. Để tôi viết một cái hàm nhé. 2 1 0 này 6 này trừ 5 nhé, trừ 1 đây. Thì nó có hai cái hàm. Ôi, không nhầm chỗ này. Nhé, hai cái hàm. Một cái hàm là A là sort. Đây là phương thức nhé. Thì cái hàm này là hàm sắp xếp tại chỗ của A, các bạn sẽ tại chỗ. Khi tôi bấm thì lệnh này nhé, thì A thay đổi luôn, A nó sắp xếp lại này, theo tăng dần này. Vì tôi muốn là sắp xếp lại A nhưng mà không thay đổi A. Không thay đổi A mà nó trả về cái một cái dãy mới là sắp xếp lại của A, làm thế nào? Thì làm như sau nhé, đây, viết lại qua để thật là có hai cách làm. Tôi chạy lại đây nhé. Cách thứ hai là chúng ta dùng hàm sort thịt. Chúng ta viết là B bằng sort thịt A. Đấy. Thì cái hàm này nó sẽ trả về cái dãy mới, cái list mới là B là xếp lại của A mà A không thay đổi. Không có A không thay đổi nhé. Enter. Thì như vậy A vẫn là như cũ này. A vẫn như cũ nhưng B đã thay đổi rồi. Đấy thì cả hai cái hàm này đều rất là hay, cả hai cái hàm sort và sort thịt đều rất là hay luôn nhé. Thực tế khi các bạn mà khi mà chúng ta làm bài tập mà bắt học sinh phải luyện tập cái phần sắp xếp ấy, thì chúng ta sẽ bắt học sinh phải làm theo đúng là sắp xếp chèn, sắp xếp chọn và nổi bọt. Nhưng khi mà làm bài tập khác ấy áp dụng thì chúng ta tha hồ dùng hai cái hàm sort này, hai cái hàm sort này và cái hàm sort thịt này. Thì trước khi mà bây giờ tôi sẽ giải cái bài tập này sắp xếp hai dãy này, nhưng mà với
chúng ta sẽ không dùng cái hàm, không dùng cái cách làm của chúng ta nữa, không dùng cái sắp xếp chèn nữa. Thật ra sắp xếp chèn là cách để chúng ta để học để biết thôi, còn sắp xếp chèn nó là sắp xếp chèn vào nồi bọt và sắp xếp chọn nó đều là n bình phương, nó rất là chậm. Thật ra rất chậm, mà dùng cái hàm sort của Python nó rất là nhanh. Khi mà chúng ta làm bài tập ấy, mà để thi sinh giỏi thì nên dùng cái hàm sort rất là nhanh. Được rồi, thì trước khi chúng ta giải cái bài này bằng cái hàm sort thì chúng ta chú ý một chút cái khái niệm nó gọi là sắp xếp từ điển ở trong Python đấy. Thì như sau nhé, đây. Ở trong Python thì tất cả những cái list và những cái tuple của nó đều là sắp xếp từ điển. Là như sau nhé. Để tôi nói thêm một chút một cái viết ra đây cho chúng ta ghi lại cho ta nhớ nhé. Thế nào là sắp xếp từ điển. Ở trong Python thì tất cả những cái list và những cái tuple mà nó là hai chiều đấy, là nó đều một chiều thì dễ rồi, một chiều thì nó rất đơn giản, nhưng mà hai chiều ấy là nó có cái khái niệm là sắp xếp từ điển. Hay là đối với một cái list, một cái sổ vậy thôi. Thế nào là sắp xếp từ điển nhé. Ví dụ như là đối với sâu chẳng hạn nhé, đây thì một cái người là ví dụ là viết là hoa chẳng hạn, hoa nhé, và người thứ hai có tên là Hoàng hoa này đấy, thì máy sẽ so sánh như sau này, máy tìm cái phần tử đầu tiên này bằng nhau này, tìm phần tử thứ hai này bằng nhau này, tìm phần tử thứ ba này bằng nhau này, phần tử tư không có nữa, vì sẽ ra là hoa này sẽ hoa này sẽ nhỏ hơn là Hoàng, nhỏ hơn Hoàng nhé. Đấy, Hoàng. Đấy. Hay là như sau, hay là ví dụ như này nhé là Bình nhé, Bình này, người thứ hai là Bong nhé, Bong. Đấy. Thì sánh là B trước này bằng nhau, sang phần thứ hai là Y và O, thì Y đứng trước O trong từ điển thì suy ra là Bình sẽ nhỏ hơn Bong. Đấy, thì đó là. Còn đối với số nhé. Đối với sâu là như thế này. Đối với số là có một số thì dễ, nhưng có hai số là như thế nào. Đối với số nhá. Đây. Ví dụ như là hai cái phần tử, ví dụ như là 1 2 so sánh với thì so sánh với 3 4 thì là sánh thứ nhất nhá, 1 này 1 nhỏ hơn 3. Cái xem cái này nhỏ hơn luôn. Ví dụ như là 1 2 so sánh với 1 4 thì như thế nào? Sánh 1 này bằng nhau này, 2, 4, 2 nhỏ hơn 4 thì sao nó nhỏ hơn. Đấy. Như vậy nó sánh từ trái sang phải. Đối với cả chữ nhé. Hay là như này. Tôi phán thứ 3 tôi làm hỗn hợp nhé. 3 tôi làm hỗn hợp đây. 3. Có hai phần tử. Phần tử thứ nhất là gì? Phần tử thứ nhất là đây và thứ nhất là có hai số này. Hà 3 và phần tử thứ hai là Hà 5. Đây thứ nhất là Hà này bằng nhau này, sánh phần thứ hai này 3 nhỏ hơn 5 thì sẽ là nhỏ hơn. Đấy, các thấy không nào? Còn một cái nữa nhé, ví dụ như đây là Hà 1 điểm. Nhưng mà người thứ hai là Bình và đây là 0 điểm. Rồi 1 vẫn 0 nhưng mà là Hà đứng trước Bình, xe nó vẫn nhỏ hơn này. Đây, chúng ta chú ý. Nó sánh là phần tử trước sang phần tử thứ hai sau nhé. Đấy, thì đó là kia, đây là nó sẽ theo từ điển. Được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta làm một tập như thế này này nhé. Bây giờ chúng ta làm một tập như sau. Bây giờ chúng ta làm bài sắp xếp này, nhưng mà sắp xếp này theo thứ tự từ điển, theo dùng cái hàm sort nhé. Đó. Thì làm như sau này, bây giờ chúng ta cùng nhau cái bài này, phần này hay, bài này hay lắm nhé. Bây giờ chúng ta bài thứ hai này. Bài thứ hai là sắp xếp. Sắp xếp hai dãy nhé, hai dãy AB theo tiêu chí. Theo tiêu chí của B, nhưng mà dùng hàm sort.
chỗ hàm sort của Python. Đấy. Bài này là như này nhé. Được chưa? Thì cái làm như sau này. Chúng ta dùng hàm sort ấy, chúng ta phải đưa cái AB này, chúng ta hai dãy này chúng ta phải đưa vào một dãy. Đưa vào một cái list gồm có hai phần tử. Đấy, sau ta sắp xếp xong. Để làm như sau nhé, đây tôi mô tả luôn này. Đây, mô tả là sắp xếp nhé. Sắp xếp nhé. Đây. AB này. Chúng ta làm như sau nhé. Đầu tiên chúng ta gộp AB lại thành một cái dãy. Cái dãy đó là gồm có hai phần tử, là phần tử là AI và BI. Chúng ta viết là C. Tạo một cái dãy gồm có một cái list gồm có hai phần tử như sau nhé, đây này. Đây. Tôi sắp xếp lại lên là AI này. AI phẩy BI. Đấy. Được chưa? For I in range len a. Len a. Rồi hai giờ hai cái nó bằng nhau nữa. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta gộp AB lại như vậy, CB là mỗi phần tử của C gồm có hai phần, một là phần tử của A, phần tử của B. Được chưa? AB. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái hàm sort, nhưng mà hàm sort đó lại theo tiêu chí của B làm như nào? Thì chúng ta chú ý cái hàm sort đó nó có cái này, hàm sort này chúng ta kiểm tra một chút cái B nhé. Chúng ta dùng cái help, chúng ta dùng cái hàm help này, list sort, chúng ta thấy này, list sort. Đây này. Sort nhé, nó có key, tức là cái khóa rất quan trọng. Cái khóa này là cái tiêu chí để mà mô tả cái sắp xếp đấy nhé. Còn cái reverse này nếu bằng for là xếp theo tăng dần, còn reverse bằng true là xếp theo là giảm dần. Còn nhất là key này, đấy. Key là tên một cái hàm này mô tả cái tiêu chí để chúng ta sắp xếp. Như vậy chúng ta cần làm như sau, chúng ta dùng cái hàm này nhé. Đây chúng ta quay lại cái này. Rồi bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta viết C, chúng ta là sort. Đấy. Và chúng ta dùng cái hàm key này, chúng ta đặt tên cho một cái hàm. Hàm đó là chúng ta biến đổi y sang phần tử là BI, hay biến đổi phần tử của C. Hàm này hàm C ở trên C đấy nhé. Thì như sau này, cái hàm này như sau này, hàm này chúng ta các bạn có biết cái từ là lambda không nhỉ? Đấy, đây là một cái hàm. Đây là cái định nghĩa một cái hàm, định nghĩa trực tiếp một cái hàm online. Cái định nghĩa cái lambda là rất hay nhé. Chúng ta một phần tử x gì của C, cái hàm này xác định ở trên C sẽ biến đổi thành gì? Biến đổi thành x gì 1. Đấy, cái hàm này làm như thế này. Đó, chúng ta chú ý nhé. Cái lambda là định nghĩa một cái hàm mà mô tả đây là cái tham số, đây là giá trị của cái tham số đó. Ví dụ lấy ví dụ như tôi định nghĩa một cái hàm. Đây tôi lấy ví dụ ở đây cho bạn xem nhé. Đây. Ví dụ tôi với là f này bằng cái hàm là lambda này. Đấy. Như là x này phẩy này y này, và tôi biến đổi thành là x cộng với y x bình phương cộng với y bình phương. Đấy, thì cái hàm bài này tương là f là một cái hàm mà định nghĩa qua lambda dễ luôn, đây là hai cái đối số của nó nhé, hai cái tham số này, và đây là cái phương công thức của nó. Đây thì sẽ f của là 2 1, nó chính là gì? Chính tổng bình phương của hai số đó. Đấy. Đây là chúng ta chú ý cái lambda, cái hàm này rất hay dùng nhé, nó hay là mua ở trên một hàng thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay lại cái này. Đây chúng ta dùng cái hàm lambda này nhé. Thì như vậy cái hàm lambda sẽ trên tập C, thì với mỗi C nó là mỗi phần tử C nó gồm có hai, nó là một list con gồm có hai phần tử, thì cái hàm mỗi x nó trả giá trị là BI, là B, là đây B chính là x 1, còn AI chính là x 0, hàm phần tử của nó, đúng không nào? Vì đây, nhưng mà đây chính là cái hàm mà đây chính là cái hàm mô tả cái tiêu chí của nó chính là tính theo B. Đấy, được chưa? Thế thôi. Thì tôi làm thử cho bạn xem nhé. Bây giờ tôi copy sang cho các bạn xem. Đây tôi để copy cái này sang đây. Đây. Để tôi đồ copy luôn cái này sang cho nó nhanh, vì nó giống hệt nhau mà. Đây. Chạy thử luôn nhé. Đây, có đúng không nào?
test key này. Chúng ta chú ý là cái hàm sort, của cái của Python nó không ổn định. Chúng ta kiểm tra xem nó ổn định hay không nhé. Đây, cứ làm thử thôi. Có thể không, có thể có. Bây giờ tôi ghi ra nhé. Cái này là sắp xếp hai dãy dùng sort nhé, dùng hàm sort. Đấy. Chạy thử nhé, có đúng không nhá? Đây. Đấy. Hà Anh Quang Bình này. Ơ. À tôi quên mất, chưa xong. Chưa xong nhé. Vì đây là chúng ta chỉ sắp xếp theo C thôi. Còn sau đó chúng ta sẽ phải trả lại, trả giá trị là AB cơ. Vì làm như sau nhé. Đây, bây giờ tôi tính lại A này. À, hàm chúng ta ở đây là như sau nhé. A chính là cái phần từ đầu của nó nhé. Tôi viết đây là A1 đi. A1 bằng như sau này. A1 bằng là C. A1 bằng CI. Tôi tách ra nhé. Ở đây là sắp xếp theo cái dãy C. Bây giờ từ C tôi lấy ngược trở lại, tính ngược trở lại A và B. Thì cái A1 nó chính là phần từ đầu nhé. A1 chính là I, là phần từ đầu chính là 0, đúng không nào? Đấy, for I in range, tôi viết N cho nên ở đây tôi tính luôn cái N bằng len A, chứ là dỡ viết lại len A dài quá. Đến đây tôi bỏ cần đi, tôi viết là N cho nó nhanh nhé. Này. N. Đấy. For I in range N. Sao đây lỗi gì nhỉ? À đây đây, mình nhận chữ này bị lỗi chỗ này. For I in range N, chữ này không có. For I in range N. Rồi. Bây giờ tiếp theo tôi định nó cái B1. Copy lên đây nhé. Ở đây là B1. B1. Ở đây nó sẽ là 1. Tách ra mà, tách ra 1. Đấy. Sau rồi tôi sẽ phải gán lại vào AB. Tôi muốn thay đổi là tôi muốn là để tôi viết là A như này, tôi viết là A như này. Hơi nhầm, A bằng A nhé, A bằng A1. Và đây là B. Cái này các bạn tôi giải thích sau nhé. Đấy. B1. Đấy. Thì như vậy tôi sắp xếp lại xếp C này, sau tôi đặt lại, tôi phải gán tách ra, tôi gán vào A và B nhé. Thì sau cái lệnh này xong thì AB sẽ thay đổi. Đấy. Bây giờ chạy thử nhá. Nó xếp lại là 3448 đấy. Đấy. Thế này, 3448 sẽ làm Anh và Bình, đây nó vẫn đúng. Nhưng mà thực ra là kỹ thuật này là không, nó không ổn định đâu, nhưng mà trường hợp này nó lại đúng. Chúng ta hiểu cái này là gì không? Ở đây nếu mà chúng ta mà viết như này là sai nhé, nếu chúng ta viết như này là sai này. Đấy, chúng ta viết như này là bị sai ngay này. Đấy, chúng ta chú ý để như này. Thì khi mà chạy xong thì cái AB nó không thay đổi, để cho bạn xem nó sẽ không thay đổi. Đấy. Không thay đổi. Muốn cho AB mà thay đổi khi thoát ra khỏi cái hàm sắp xếp này, chúng ta phải đặt lại theo kiểu khác nhé. Viết thế này là không được nhé. Viết thế này, chỗ này là chỗ hơi khó, chỗ này là chỗ khó của Python đấy. Viết như này thì máy sẽ tạo ra một đối tượng A khác ở bên trong một cái object, một cái list, một đối tượng khác ở trong lòng cái hàm sắp xếp này. Và cái A này này nó khác với cái A gốc này, cái B này nó khác với cái B gốc này. Thì khi thoát ra là AB nó không thay đổi. Chúng ta muốn AB thay đổi theo thì chúng ta phải làm như thế này, phải để như này. Đây là cái lệnh gắn slicing thôi. Đấy, thì nó mới đúng nhé. Đấy. Chỗ này là chỗ hơi khó, chỗ này là cái khi mà chúng ta lần trước khi mà tôi từng nói trong cái buổi mà những cái buổi nói về cái các khái niệm đối tượng ở trong Python ấy, thì chúng ta sẽ hiểu vì cái đối tượng list là đối tượng là khả biến, cho nên nó hơi khó chỗ này. Thì đây là trường hợp nhất, chúng ta phải dùng cái hàm này này, cái hàm cái dùng cái lệnh sort này. Đấy.
Còn nếu chúng ta dùng AB không thôi thì chúng ta đặt lệnh khác như ở đây. Thì chúng ta làm nhé. Giả sử chúng ta dùng cái này nhé. Để ta sửa nhé. Giả sử chúng ta... Đây chúng ta có thể bỏ cái hai cái này đi. Không cần nữa. Không cần hai cái này nữa. Rồi bỏ đi nhé. Thì như thế này. Thì chúng ta ở đây chúng ta dùng cái lệnh là gì, là return. Return A1 và B1. Đấy. Không sao cả. B1 nhé. Thì cái AB này nó không thay đổi. AB này nó không thay đổi. Đấy. Chúng ta phải sửa lại như sau này. Thì đây chúng ta sửa như sau. Chúng ta đây chúng ta viết là A'B bằng thì nó mới được. Đấy, thì vẫn được nhé. Thì vẫn được, chuyện giờ hợp này thì vẫn được. Đấy. 3148 này. Nhưng mà đây có hai cách làm. Một là cách chúng ta không dùng lại return này mà muốn là khi mà thoát ra khỏi sắp xếp này mà AB thay đổi thì chúng ta phải dùng lại lúc nãy là A, là dùng lệnh slicing đấy. Còn chúng ta đây phán mà chúng ta muốn trả lại một cái AB khác mà cái AB này, cái AB gốc không thay đổi thì chúng ta làm cái cách này. Thì mình tôi xóa đi nhé, tôi sửa lại cách cũ nhé. Cho nó dễ hiểu, cho nó A này. Bằng A. B này. B A này, B này. Bằng B. Đấy, biết thế thì đúng hoàn toàn. Được chưa? Thì cái này ta sửa lại cái này nhé. Đấy. Được chưa? Rồi. Ôi giời, hết thời gian rồi. Rất là tiếc nhé. À, hôm nay chúng ta phải dừng ở đây thôi. Thì từ đầu đến giờ không thấy bạn nào hỏi han gì bài tập nhỉ. Bắt đầu bài tập phần này nó bắt đầu nó khó lên dần rồi nhé. Nó bắt đầu khó dần lên đấy. Chúng ta chú ý. Thì chúng ta sẽ, các bạn, tôi muốn các bạn là trao đổi với nhau và có câu hỏi gì trao đổi cần thì tôi sẽ trả lời, tôi sẽ giúp cho các bạn. Thì bắt đầu từ buổi này trở đi đấy, thì bài tập nó khó dần lên rồi đấy. Thì tôi sẽ dành thời gian, tôi sẽ giải một số bài khó, tôi sẽ giải bằng video hoặc cẩn thận cho các bạn xem nhé. Đấy. Vì trước khi mà kết thúc thì tôi nói thêm một chút nữa, một ý tưởng của một cái bài tập rất là hay. Tôi nói ý tưởng thôi, còn chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Đây. À, đây này tôi muốn viết vào ở đây nhé. Bài tập như sau này. Một bài tập rất là hay. Bài tập này là tương đương là bài tập học sinh giỏi đấy. Nhưng mà rất là hay nhé. Bài tập tôi viết riêng ra cho nên nó quan trọng. Chúng ta cố gắng trao đổi và cùng làm một bài tập này nhé. Bài tập như sau này là cho trước một cái thuật toán. Cho trước một cái thuật toán nào đó. Thuật toán sắp xếp bất kỳ. Sắp xếp mà là không ổn định. Không ổn định nhé. Thì có cách nào không mà để chúng ta có thể biến đổi cái toán này mà nó trở thành ổn định? Có thể tìm cách biến đổi cái thuật toán trên, biến đổi cái thuật toán sắp xếp trên, biến đổi cái thuật toán sắp xếp trên để cho nó thành ổn định. Có hay không? Đấy. Nếu có thì làm như thế nào? Đấy. Được chưa? Và chúng ta có thể như vậy là dựa trên cái bài tập này chúng ta có thể làm như sau. Nên bài tập nữa là gì, là hãy biến đổi cái thuật toán sắp xếp chọn nhé để nó thành ổn định. Đấy, đây là bài toán rất là hay nhé. Và bài toán 2, đây là bài toán 1, đây là bài toán 2, bài toán 3 là hãy biến đổi cái thuật toán sắp xếp sort mà chúng ta đã biết ở trong Python ấy, sort này và sort thịt này để nó trở thành ổn định. Nhắc lại các bạn là hai toán này nó không ổn định nhé. Đây là những toán khó một chút, tôi viết ra riêng nha, để chúng ta cố gắng cùng nhau làm. Bây giờ là 9:34 rồi, chúng ta nghỉ ở đây nhé. Bắt đầu từ hôm nay là sẽ có rất nhiều bài tập khó. Bài tập bắt đầu khó dần lên nhé. Thì chúng ta cùng nhau cố gắng là cùng nhau trao đổi và giải một số các bài toán khó ấy. Đấy. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Em chào thầy ạ. Em chào thầy, cảm ơn thầy. Chào nhé.